Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Bản tin 24 giờ. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bản tin 24 giờ với những tin tức về mưa, bão, lũ lụt, động đất, lở đất kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Kính thưa quý khán giả, thông tin về hai con đập vỡ cùng một lúc tại Trung Quốc tiếp tục phủ sóng các mặt báo quốc tế, trong khi các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Theo đó, cảnh tượng hai con đập ở khu vực dưới hạ lưu tan hoang đến độ người ta có thể liên tưởng tới thảm họa thiên nhiên kinh hoàng y như trong những thước phim điện ảnh. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh khi nước lũ từ hồ thượng lưu lao nhanh như biển gặp bão, đến mức nhiều ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, hàng triệu đàn cá bắn tóe tung lên trời, mà từ đỉnh núi đất và đá cuội tảng to đột nhiên đổ xuống nuốt chửng nhiều ngôi làng, trong đó có nhà máy hóa chất khiến chất độc lan tràn xung quanh. Cho tới bây giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi còn đang ngủ, khi dân số ở vùng này được thống kê lên đến 25.000 người, trong khi những người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông quốc tế thì vào lúc 5:40 rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Liên Cửu, Lâm Chi, Tây Tạng. Chúng đã cuội tảng to lan xuống vị trí con đập Giang Nhẫn, làm con đập già cỗi này vỡ tung và lượng nước khổng lồ lại tiếp tục lao như bay về phía hướng con đập Ba Gian, cách đó 16 km về phía nam, phá hủy hạ đập và nhấn chìm những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Với mức sâu gần 10 mét, nước lũ dâng cao đến mức gần như không nhìn thấy các cột biển báo và chỉ len lói mái của những ngôi nhà cao 7 tầng. Người ta chỉ còn đếm được 3 ngôi nhà được xây dựng ở nơi cao còn trụ được trong toàn bộ ngôi làng. Sau khi lũ qua đi, lũ lụt khiến cây cầu mới vốn đầu tư 140 triệu nhân dân tệ cũng bị phá hủy hoàn toàn. Anh Phan Lưu, một người dân sống sót nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc 5 giờ hoặc 4 giờ sáng, khi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hoán của người dân trong làng đã xảy ra lũ lụt lở đất. Chút chút nữa là anh và gia đình và 4 người của mình đã bị nước nhấn chìm. Thì trong vòng chưa đầy 10 phút, lở đất đã diễn đến hai đập nước bị phá hủy gây ngập lụt trong ngôi làng. Anh cho biết nhiều người đã không được may mắn khi anh chỉ bất lực đứng nhìn những người hàng xóm của mình vùng vẫy và la hét cầu cứu và sau đó mất mạng trong dòng nước lũ. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở ngọn núi, cây cối mọc um tùm, hầu hết các ngôi nhà ở đỉnh núi hẻo lánh đã bị nước nhấn chìm và tàn phá. Đến 7 giờ sáng nay, cảnh tượng tan hoang như ngày tận thế, nhà cửa vẫn bị ngập sâu, nhiều xác người và động vật tái bệnh bị dòng nước đẩy về một góc cảnh tượng hãi hùng chưa từng có. Ra các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cùng các phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 15 km, nhà máy hóa chất Kim Châu bị phá hủy hoàn toàn khiến khu vực này đối diện với nạn ô nhiễm trầm trọng trong tương lai. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt và cho biết chỉ bỏ mạng khoảng chục người, còn bao nhiêu thì đều an toàn. Đáp lại, một số cư dân mạng đăng tải một đoạn video tiết lộ khắp nơi tại khu vực này đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông, chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh cái gọi là chuyển năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực bị thiên tai thì lại bỏ qua. Điều này đã khiến cư dân mạng nhao nhao để lại bình luận đang cần giữ lại thể diện, cho nên nhân dân không thể đổi mạng. Nếu đập Tam Hiệp xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ lại là một bộ phim lớn Đài Quốc chống lũ. Cũng theo Reuters, sự cố vỡ đập xảy ra đã gây trận lụt tồi tệ nhất trong năm. Cũng theo Reuters, sự cố vỡ đập xảy ra đã gây trận lụt tồi tệ nhất trong 500 năm qua tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng về những sai phạm của những đơn vị vận hành con đập. Trong nhiều năm qua, thì người dân địa phương cũng đã thông báo và cảnh báo nguy cơ vỡ đập ở mức cao khi họ phát hiện ra rất nhiều vết nứt. Sự cố vỡ hai con đập đòi hỏi quá trình khắc phục tốn kém trên phạm vi lớn, đồng thời dấy lên mối lo ngại về nguy cơ tiếp diễn của sự việc tương tự trong tương lai. Cơ sở hạ tầng của các con đập cũ kỹ tại Trung Quốc đã bị lãng quên trong thời gian dài và trở thành một vấn đề gây hậu quả nghiêm trọng trong khi mưa lớn xảy ra. Các chuyên gia nước ngoài cảnh báo vấn đề này thậm chí sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng khí hậu gây xáo trộn cho các kiểu mưa. Tại Trung Quốc thì độ tuổi trung bình của mỗi con đập là 57 năm và hàng ngàn con đập rải rác đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 20 và xuống cấp trầm trọng, nhưng nhiều con đập không được yêu cầu phải sửa chữa. Trung Quốc hiện có hơn 94.000 con đập và khoảng 17% trong số đó được phân loại và có nguy cơ nguy hiểm cao, có nghĩa là sẽ có nhiều người tử vong nếu đập vỡ, trong khi đó 12% khác được xếp hạng với mức độ nguy hiểm đáng kể. Theo đó, đập Tam Hiệp có thể vỡ gây thiệt hại về kinh tế, môi trường hoặc gây ra những mối lo ngại khác. Cũng vào năm ngoái thì các ngoại giới cũng đã đưa ra một thông điệp rõ ràng trong cảnh báo đánh giá khí hậu quốc gia cho rằng các con đập và đê xuống cấp trở thành mối nguy hiểm gia tăng khi gặp phải thời tiết cực đoan, thậm chí một số trường hợp gặp mưa vừa phải cũng bị vỡ bất kỳ lúc nào. Bài báo cũng lưu ý rằng những cơn mưa đã dẫn đến sự cố vỡ đập và đê trên diện rộng trong tương lai, và điều này đã xảy ra ngày một dài đặc tại Trung Quốc. Lũ lớn đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống người dân cả về ngắn hạn và dài hạn. Rõ ràng nhất là thảm họa này luôn đi qua và khiến nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, lũ lụt cũng là nguyên nhân
nhân khiến tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn và chứa nhiều cuộc lây nhiễm. Nước lũ có thể chứa chất thải và có độc hại bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường nước uống, kéo theo nhiều bệnh nhiễm trùng. Rõ ràng rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan và những cơn mưa lớn đã khiến nước đập tràn Tuy nhiên, đây là vấn đề không hề dễ để khắc phục. Tình hình nghiêm trọng hơn nữa là khi một số khu vực tại Trung Quốc không hề có kế hoạch cải tổ những con đập được xây dựng từ thế kỷ 20. Mưa lũ đã phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, nhiều đập bị vỡ. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người tại Trung Quốc, khiến khoảng 17.500 ngôi nhà bị sập, nhiều con đập bị vỡ. Đài BBC dẫn tin truyền thông địa phương cho biết, mưa lớn kéo dài từ tuần trước đã kéo theo tình trạng sạt lở đất ở hơn 70 huyện và các thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương cho hay, mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người, trong đó có hơn 120.000 người phải sơ tán, 17.500 ngôi nhà bị sập. Con số thương vong, thiệt hại tiếp tục được cập nhật, song theo nguồn tin khiến nhiều con đập bị vỡ, nhấn chìm nhiều tuyến đường sắt. Báo Global Times dẫn nhận định của các nhà quan sát cho rằng trận mưa lũ hiện nay ở Sơn Tây thậm chí có thể nghiêm trọng hơn trận lũ ở tỉnh Hà Nam hồi đầu năm nay. Tuần trước, lượng mưa trung bình ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đạt khoảng 185,6mm so với lượng mưa chỉ khoảng 25mm giai đoạn từ năm 1981 đến 2010. Lực lượng cứu hộ đã tìm cách liên lạc với người dân trong vùng lũ, trấn an họ và cho biết trẻ em, người già và phụ nữ được ưu tiên sơ tán trước. Mưa lũ cũng làm tê liệt hoạt động của khoảng 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây. Điều này càng gây sức ép lên nguồn cung năng lượng trong bối cảnh Trung Quốc đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng thiếu điện. Hàng loạt nhà máy, doanh nghiệp cũng phải tạm ngừng hoạt động. Theo báo của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, năm nay, nước này chứng kiến nhiều đợt mưa lớn hơn so với thông thường. Tổng cộng, trong năm nay, gần 800 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong các thảm họa tự nhiên ở Trung Quốc. Hồi giữa tháng, một đợt mưa lũ ở tỉnh Hà Nam đã khiến hơn 300 người thiệt mạng, 50 người mất tích, trong đó 15 người thiệt mạng do nước tràn vào trong toa tàu điện ngầm ở thành phố Tịnh Châu. Nhiều thành phố ở Trung Quốc cảnh báo đỏ về mưa lũ liên tiếp khắp ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Dẫn các nguồn tin cho biết, năm thành phố ở tỉnh Hồ Bắc miền Trung Trung Quốc đã ban bố cảnh báo đỏ sau trận mưa xối xả kéo dài làm 21 người thiệt mạng và gần 6.000 người phải sơ tán. Những người thiệt mạng được ghi nhận tại thị trấn Liêu Linh thuộc thành phố Tô Châu ở tỉnh Hồ Bắc. Hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị thiệt hại do lũ lụt, và trong khi hệ thống điện, giao thông và thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn. Tân Hoa Xã đưa tin, theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, các đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm các thành phố Tô Châu, Tương Dương, Hiếu Cảm. Thành phố Nghi Thành cũng ghi nhận lượng mưa kỷ lục 400mm. Theo dịch vụ tin tức chính thức của Trung Quốc, có tới 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt quá mức cảnh báo lũ lụt. Theo China Daily, thời tiết đoan trên khắp tỉnh Hồ Bắc đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và khiến hơn 3.600 ngôi nhà và 8.110 ha hoa màu bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 108 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 16,67 triệu USD. Trung Quốc thường xuyên chứng kiến lũ lụt nghiêm trọng trong những tháng mùa hè, nhưng các nhà chức trách đã cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng khiến thời tiết này càng khắc nghiệt và điều này sẽ xảy ra thường xuyên hơn. Khoảng 80.000 người đã được sơ tán ở tỉnh Tây Nam, Tứ Xuyên vào cuối tuần trước, và lượng mưa kỷ lục ở tỉnh Hà Nam vào tháng trước đã gây ra trận lụt nghìn năm có một, làm hơn 300 người thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo mưa lớn có khả năng tiếp tục kéo dài cho đến tuần sau với các khu vực dọc sông Dương Tử dễ bị lụt. Các khu vực nguy cơ cao gồm các tỉnh miền Trung như Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam và An Huy, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu ở Tây Nam cũng như Chiết Giang ở phía Đông. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!